cái phần gấp lên đó. Đó, uống xong đây. Đây chạy theo tắt đường của bạn. Bên trong kia là một cái cây quất hoàn toàn ở đây thôi. Ngoài này cũng có một cái chậu quất đẹp luôn. Để ngay cửa, hoa chậu quất đẹp được để ở cửa. Quất quả đỏ đẹp. Đây, bên trong vườn đang có người mua. Vườn này đang có người mua hay sao các bạn? Nhưng vườn này biết có phải lối vào là lối này không? Chở lên xe. Quả xanh. Anh ấy chú to là chở đâu đây anh? Chú thế à? À thế à. Chú này thì bao tiền đây anh? À, em không biết đâu, nhà vườn người ta anh chỉ chở thôi, không biết là. Mấy chú quá to. Nếu mà nó là quý thì rồi nó sẽ cân nhắc về lương đậu nó. Cái chậu này mang đi bán hay là gì đấy? Ông cái này là khách chơi. À, khách người ta mua rồi. Những cái chậu mà nó kiểu dạng như này thì tầm bao tiền chú? Bây giờ này thì cầy. Vâng, thì bảo kiểu dạng dạng như này thôi. Dạng kiểu trung bình ấy. Bình thường nó tầm cỡ là 6-700 à. Trong này luôn chú? Ừ. À. Nhưng mà tôi không có, tôi biết rồi. Không, kiểu dạng như này nhỏ, bình như này thôi. Ừ. Chứ không phải đi hết như này. Còn nếu mà xấu thì không nói gì. Mà kể cả là cũng chẳng có bình như này nữa. Cũng không còn bình như này nữa. Hết rồi ạ. Còn những bình khác nhỉ? Ừ. Bây giờ em về em lấy đây, em cắt nó vào cái này ra. Dạ.
Ôi, tốn dây anh, sợ nhiều dây quá. Không, bây giờ nó thừa rồi thì thôi được rồi, chỉ thừa dây. Anh cắt, à em không cắt đâu, mai em còn lên. Không cắt ở đây thiếu dây. Cắt bỏ thì đây, đây anh mua 2 cuốn cũng mà có 2.000 cuốn. Không mà thoải mái. Cái quất đẹp quá. Cuốn nó cũng to tứ. Em đi về không? Ừ. Anh ấy giấu. Và thử vườn của ông chú này xem có cái cây nào kiểu như thế đã không. Gọi điện cho người ta đi. Vâng. Cái bình như thế là bình cuối cùng rồi hả chú? Cái bình đấy là bình cuối cùng rồi. Đấy, còn mỗi cái bình dài dài. Đây là cây quất rất đẹp các bạn ạ. Chọn được cái nào chú bảo theo chú mình lấy cái này lấy ra bên ngoài này lấy ra cây này thì đắt đúng không chú? Đây đây chú bảo cái này nó sắp đâu. Ta đặt gần hết rồi. Ừ, người ta đến xếp ra. Đây, giá trên này được rồi, biết không? Theo chú là đã. Đi ban ngày thì trên này nó vỡ ngàn. Vâng, vào tận trong này các bạn. Thì chú nhìn cái nào chú biết nó vỡ ngàn lắm. Cái này biết được không? Lá lộc bên ngoài nhìn nó đẹp lắm, cái này này. Cây được chú, nhưng mà tầm bao nhiêu chú? Thôi chú. Còn cây này chưa đặt đúng không? Hạnh đặt rồi. Đặt rồi nhưng chúng ta... Nhưng thật ra cây này quả cũng hơi bé. Không. Đây có cây này thì khá đẹp này. Tạm tạm này. Khá đẹp luôn đấy nhỉ. Đẹp nhất rồi. Sim.
ông gì em quên mất tên rồi. Đây. Người nó chậm nhỏ nhỏ. Đây, chuông bị to. Cái này người ta thiết kế hay nhỉ, một quả thì đã vàng hết, quả vẫn xanh nguyên. Vâng. Không thế có nghĩa người ta giỏi. Có cái đợt hoa, có mấy đợt hoa. Sinh ra đợt hoa, phải hoa trước hoa sau. Quả ra trước thì nó chín, quả sau thì nó xanh. Anh hỏi cây này bao nhiêu chị anh? Cây cái... này thì được nhưng mà nó không có lọc. Không có lọc. Bán rằng ra mua buôn hết cả buôn luôn, trường dây dưới. Buôn rồi, buôn hết rồi, buôn hết này tập hơn triệu cây, triệu cây. Không, bữa này bán trăm thôi. Hả? Bán trăm một cây, bán buôn cho người ta rồi. Nhưng đấy là giá buôn 800, chắc giá lẻ 1 triệu. Giá lẻ hơn chứ, nó bán được gấp rưỡi. Không phải, tôi phải bán 1,5 triệu một cây. Đấy, phải thế. Không nên người ta tính cả trở ra. Trở ra trở vào công bán, không đúng bán. Giả sử chú bán đây lẻ chứ. Không, bán lẻ thì đây cũng phải hơn chứ. Thế phải hơn 1,2 triệu, triệu hai thôi. Thế thôi, tầm đấy. Mình còn này 1,2 triệu, 1,3 triệu, ví dụ thế. Buôn kiểu xanh chín thì nó phải chấp nhận. Nó chấp nhận. Quay này để lên vô tiền á. Ờ, vô tiền YouTube. Hả? YouTube. YouTube này lại văn buôn năng nhăng rồi chết. Không, bởi mình... Thank you.
cây đèn người ta đặt hết rồi các bạn, nó giấy. Thổi mạnh đi nữa, gió thổi mạnh thì đã xít đầu. Các cái lò này.